sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp với liên kết tiêu thụ sản phẩm đã được các hợp tác xã trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ triển khai từ nhiều năm nay. Việc này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác mà còn ổn định thị trường tiêu thụ cho bà con nông dân. Mỗi ngày, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú cung cấp từ 8 đến 15 tấn rau, củ quả cho trên 30 đơn vị thu mua là các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, trường học, bếp ăn công ty và các thương lái trong và ngoài tỉnh. Để cung ứng đủ sản phẩm trên, ngoài trực tiếp sản xuất 10 ha rau, củ quả, Hợp tác xã đã liên kết với trên 230 hộ nông dân trên địa bàn xã để hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, thu hái theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sau đó là bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Tôi có hai sào, thời gian trước đây thì là chưa có hợp tác xã thì tôi tiêu thụ cũng khó khăn. Nhưng mà từ khi làm thành viên của trong hợp tác xã, đã có hợp tác xã đứng ra để thu rau cỏ cho tôi thì chúng tôi rất là thuận lợi, có thu nhập cao. Đưa cái sản phẩm ra thị trường nó thuận lợi hơn mà nó cũng dễ bán hơn, giá cả nó ổn định hơn. Bởi vì là đây theo cái chương trình của Việt Gáp, nói chung là nó hơn các cái hẳn các cái rau ngoài thị trường. Nếu như trước đây việc sản xuất chỉ mang tính chất hộ gia đình, thì sau khi Hợp tác xã Cây Ăn Quả Yên Phú được thành lập, mỗi năm đã có trên 1.000 tấn cam đường canh và nhiều giống cây ăn quả của các thành viên trong Hợp tác xã được tiêu thụ thuận lợi, với giá bán ổn định từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg. Có được kết quả trên, ngoài chú trọng chăm sóc để cam đạt chất lượng tốt nhất, Hợp tác xã đã giới thiệu sản phẩm tới các siêu thị, đại lý hoa quả sạch, doanh nghiệp và được các đơn vị đặt hàng thu mua toàn bộ sản lượng. Bà con thì mỗi người làm một ít, nó manh mún, nhỏ lẻ, đâm ra khó tiêu thụ. Từ khi thành lập hợp tác xã, thương lái đến tận vườn là thu mua thì bà con đỡ vất vả. Sản phẩm ấy, sản xuất ra đến đâu ấy, thì tiêu thụ hết đến đấy, mà nhiều khi còn không đủ để cung cấp ra đây, cho thị trường. Xã Yên Phú có tổng diện tích 540 ha, chuyên trồng cây ăn quả và rau màu các loại, đã cho sản lượng lớn nông sản. Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết là hướng đi bền vững, đang là cầu nối tiêu thụ sản phẩm người nông dân tại địa phương. Hiện sản phẩm thu hoạch đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, xã đang khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời tạo điều kiện để các hợp tác xã, nhà vườn nâng cao chất lượng sản xuất, tiếp tục là cầu nối để liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.